Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú bác anh chị em trên toàn cả nước. Và hôm nay shop Lo Mì Chim đến với tất cả quý khách hàng thì em có một cái lô hàng mới về kho ở đằng sau em đây rất chi là lớn để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy và trong quá trình chúng ta đi làm ngành nghề khác nhau. Và trước tiên đi vào cái sản phẩm thì các bác nào lần đầu tiên online, các bác nhìn thấy em hãy cho em một cái niềm động lực và chữ đăng ký kênh ở góc bên này và nhớ ấn vào chiếc chuông ở góc bên này giúp em để chúng ta theo dõi những cái video mới nhất của em các bác nhé. Và cái sản phẩm mới giới thiệu ở đây chính là cái sản phẩm dòng Indonesia nhập khẩu nguyên hộp như thế này. Dòng này là dòng loa phóng thanh từ dòng 10W cho đến dòng 50W. Và để khẳng định cái vấn đề hàng chất lượng hay không chất lượng thì hôm nay em sẽ đi cởi thắt nút cho tất cả quý khách hàng trong thời gian qua. Khi các bác mua hàng, các bác sẽ có tâm lý là chọn chỗ nào uy tín này, giá thành ok này và hàng phải là chất lượng và chuẩn chính hãng thì em khẳng định với các bác shop em cam kết sẽ làm được những cái vấn đề như vậy cho tất cả quý khách hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi vào xem cái sản phẩm này, phân biệt hàng giả hàng nhái chỗ nào các bác nhé. Và em cũng xin hướng dẫn này, các bác hãy sử dụng chiếc điện thoại ở của chính bản thân mình. Chúng ta vào phần Zalo các bác nhá. Vào phần hàng Zalo, các bác mở Zalo lên này. Các bác mở Zalo lên giúp em ạ. Đó, các bác mở Zalo lên các bác nhá. Đó, vào cái phần gọi là thêm này các bác này. Đó, các bác thấy phần thêm này không ạ? Thêm ở trên góc này nó có quét mã QR này, các bác ấn vào quét mã QR giúp em các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ đi test cái hàng của nhà em cho các bác. Nếu hàng giả hàng nhái không bao giờ quét được mã QR, em nói rõ ở đây các bác nhá. Thì bây giờ để phân biệt hàng giả hàng nhái có một cách kiểm tra rất là dễ, thông tin đơn hàng cho các bác xem. Các bác hãy chú ý lên video cùng em đi test về cái sản phẩm này xem phải hàng giả hay hàng nhái các bác nhá. Đây các bác ạ. Ví dụ em test cái dòng 30 này, các bác soi vào mã QR này giúp em. Đấy, các bác nhìn thấy đây không? Đó, chúng ta soi vào quét mã vạch các bác này. Đó, khi chúng ta soi vào mã QR, điện thoại Zalo chúng ta sẽ chạy và chúng ta ấn vào chữ đồng ý giúp em. Khi ấn vào đồng ý các bác này, các bác nhìn rõ lên đây nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị ra hình chiếc loa như thế này và thông tin về sản phẩm nó sẽ đầy đủ và chi tiết ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đó, thông tin sản phẩm chi tiết ở đây. Dòng này là loa Electrolux hàng nhập khẩu đây các bác. Các bác nhìn rõ không ạ? Đó, nó hiện rõ hình chiếc loa toa 30 ở đây. Đấy là chúng ta đã biết được thông tin đơn hàng, cách sử dụng. Đấy, nguồn gốc xuất xứ và nguyên phụ liệu để sản xuất lên chiếc loa này. Đấy, bây giờ thì chúng ta thử em đi quét thêm cái hộp thứ hai không, để tránh trường hợp các bác lại bảo em là dán một cái và để chúng ta test cho các bác xem, nhưng em không bao giờ làm thế. Bây giờ các bác sẽ cùng em đi test vào cái sản phẩm khác các bác nhé. Đây, chúng ta thử quét cái mã gọi là đâu xem nào. Đây, các bác ơi, test luôn cái sản phẩm mã của cái hàng 15 này cho các bác. Đó, quét được rồi các bác. Đó, các bác thấy không? Xịn sò luôn các bác ơi. Đấy, các bác kiểm tra giúp em này. Đó, có một hình chiếc loa luôn. Đó, hàng này là hàng có ghi ở đây là SC615, hàng công suất 15W. Đấy, được thiết kế vân 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 vân. Đấy, các bác thấy không? Đấy là một cách chúng ta kiểm tra hàng giả hàng nhái rất là dễ dàng và đơn giản. Bây giờ công nghệ 4.0 người phải không ạ? Ai cũng có điện thoại, ai cũng có mạng đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ấn vào Zalo và chúng ta kiểm tra hàng để chúng ta biết được hàng thật hay hàng giả, phải không ạ? Rất là dễ thôi. Đấy, vừa rồi thì em đã thao tác thử cho tất cả quý khách hàng xem, thực sự là rất là đơn giản thôi. Các bác quét ở đâu cũng sẽ ra các bác nhá. Nếu mà đã là hàng thật thì các bác quét ở đâu cũng sẽ ra. Đó các bác ơi, em bấm ở đâu cũng ra luôn, không cần phải bấm gì cả, chỉ cần soi vào thôi là Zalo này sẽ đọc được luôn. Đấy, các bác có thấy không? Hàng 10 này các bác này. Đấy, hình chiếc loa 10W này. Đấy, các bác nhìn rõ không? Ở đây có ghi là SC610 này. Đấy, thông tin đơn hàng đầy đủ các bác nhá. Đấy, các bác bấm lên và xem này. Đó, các bác thấy không ạ? Đó, hàng thì em bảo hành cho các bác luôn, hàng chính hãng công ty, hàng nhập khẩu nguyên hộp luôn. Cam kết không đưa tới tay khách hàng của em hàng giả, hàng nhái các bác nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi test vào cái lô hàng vừa mới về kho cho tất cả quý khách hàng xem các bác nhá. Các bác hãy hướng lên màn hình và ngồi cùng em cho hết video này để chúng ta xem nhá các bác nhá. Thì toàn bộ cái này sẽ chạy bằng điện 12V. Chúng ta phải cắm điện vào chiếc âm ly này đã. Âm ly em sử dụng đây chính là chiếc Son 288 này các bác nhá. Và em sử dụng USB tiếng để em test cho các bác. Rồi chúng ta sẽ đi test vào cái sản phẩm 10W này trước các bác này. Đó, các bác thấy không? Ta đi với cực âm, còn sáng màu chúng ta đi với dương các bác nhá. Thank you.
thấy thế nào ạ? Vừa rồi em đã test cái sản phẩm SC610 cho tất cả quý khách hàng xem. Đây là một cái dòng loa này, dòng loa không biến áp SC610 anh em nhé. Đối với sản phẩm loa không biến áp này phù hợp với chúng ta đánh trích này, đánh quốc ta này, vân vân, các dòng chim đêm. Đấy các bác nhá, đánh rất là chi là ok. Và dòng này đánh hiệu quả kinh tế rất là cao và độ bền của nó rất là cao, độ chịu nước của nó cũng rất là cao. Khi các bác mua sản phẩm này thì các bác đầu tư một chút thì chúng ta sẽ đánh cái này được bền hơn so với hàng ví dụ như hàng rẻ tiền. Ví dụ hàng rẻ tiền chúng ta mua một lần nhưng chúng ta có thể phải thay đổi nhanh hơn, nhưng đối với sản phẩm này các bác chán thì các bác bỏ đi, các bác thanh lý, nếu nó hỏng các bác có thể thay côn thì chúng ta vẫn sử dụng được trong thời gian rất là dài, tiết kiệm kinh tế rất nhiều. Nói chung là mới đầu thì chúng ta đầu tư nhiều nhưng sau khi chúng ta dùng ấy, độ bền của nó sẽ cao hơn cái hàng rẻ tiền rất nhiều các bác nhé. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi các bạn, toàn bộ là hợp kim nhôm, hàng này rất bền các bác nhé. Đấy các bác yên tâm, em vừa test sản phẩm 10W, bây giờ em Quỳnh sẽ chuyển sang sản phẩm 15W cho tất cả. Như thế nào ạ? Ôi dồi ôi, em đứng cạnh đây mà cái tai của em nó cảm giác nó muốn nổ ra rồi các bác. Đây là sản phẩm SC615, đối với sản phẩm này là dòng không biến áp. Nếu anh em nào chúng ta mà đi đánh gà, đánh cúng núm đấy ạ, thì nên sử dụng cái sản phẩm SC615 này. Đối với sản phẩm SC615 khi các bác đánh gà hoặc là chúng ta đánh tu hú ấy, nhất là con gà ấy, nó không bị vỡ tiếng. Cái tiếng của nó ra rất là tròn chính và rất là chuẩn tiếng anh em nhé. Sản phẩm này các bác nào mà có đồng rộng ấy, chúng ta có thể sử dụng dòng đoạn này đánh rất là ok. Đánh gà này, đánh hú này, vân vân. Đấy bây giờ chúng ta sẽ đi test một cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng phẩm chất lượng của nó các bác nhé. Thấy âm thanh của nó ra thế nào ạ? Hàng 15 đã to rồi nhưng hàng này mới chỉ vặn được bao nhiêu phần trăm công suất ạ? Chỉ mới có 50% công suất thôi nhưng mà tiếng của nó ra phải nói sao ạ? Rất là đanh tiếng. Đấy thì không dùng được sản phẩm này. Đối với sản phẩm này thì em có cả hàng này là hàng 50W. Hàng công ty đối với sản phẩm 50W thì là dòng to nhất và mắc của nó lên đến 75W. Sản phẩm này thì phù hợp cho các bác làm đám hiếu này, đám hỉ này, các bác có thể sử dụng sản phẩm này. Và các bác đi xa ấy, các bác làm đám hiếu ấy, các bác sử dụng sản phẩm này buộc ở đằng sau xe, vận chuyển rất chi là dễ, không lo cồng kềnh. Vành của nó rất là dày dặn và cứng cáp các bác nhá. Toàn bộ của vành của nó là hợp kim nhôm hết các bác ơi. Đó các bác nghe tiếng không ạ? Và cái nón lươn này của nó bằng nhựa ABS. Đối với chất liệu nhựa này là một chất liệu rất là cao cấp, độ bền rất là cao. Khi các bác mua sản phẩm này giá thành em bao giá toàn say trong cơn men rồi các bác ơi. Thực sự là tiếng của nó ra rất là chuẩn phải không ạ? Nói chung là cái này thì các bác sử dụng trong đám hiếu, đám hỉ thì rất là ok đấy ạ. Các bác dễ vận chuyển này, chúng ta đi đường xa này chúng ta vận chuyển rất là ok thôi. Chứ thực ra các bác đi đánh chim mình nên sử dụng lòng từ 10W cho đến 30W. Chứ còn dòng 50W này các bác mà đánh thì cả làng bắt dao đuổi đấy các bác. Cho nên em không xui dại các bác là mua cái này về đánh chim đâu các bác nhá. Đây là em phục vụ các bác làm đám nghề các bác nhá. Và vừa rồi thì em đã cùng các bác ở một cái kho hàng vừa mới về kho này đi test cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng xem. Từ dòng 10W cho đến dòng 50W, dòng không biến áp các bác nhá. Và ngoài sản phẩm loa phóng này ra, bên em cung cấp đầy đủ phụ kiện săn bẫy, chim đêm, chim ngày để phục vụ tất cả quý khách hàng trên toàn cả nước. Bác nào yêu quý em, yêu quý kênh, hãy nhớ cho em xin một chữ vào đăng ký cái kênh này các bác nhá. Và nhớ phải ấn theo dõi để bác nhận được những cái thông báo, những cái video mới nhất của em.
hàng mới về và hàng hot hit nhất về kho để phục vụ tất cả quý khách hàng. Và vừa rồi đó là một cái sản phẩm em vừa test rồi, và em cũng xin dừng video ở tại đây thôi. Và xin chào toàn thể tất cả mọi người đã bớt chút thời gian Ngọc Vàng xem hết video của em. Hẹn các bác ở những video lần tới ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.